Gilgamesh à. Wow, Baker support à. Yeah, Gilgamesh ba. à. Anh Kỳ solo, qua đây anh, trời ơi, qua đây. Ơi, để từ thứ ba Em của đang lên thầy cấp non cao rồi kìa. anh hành được tiếp Người thiêu. bên kia bất chấp. Anh Kỳ qua đây, trời. Ai với anh Kỳ em hóa ngán. Anh à. Ghê thế nha, trời ơi. Thế em khỏi ganh nha, anh Cái tỉnh gì đó lại em nha. làm Em sao không rồi có chia tim không? Em là thông Thì thạo chị cao em nhất ma đây. đánh đỉnh mà. Không Chị em không ma nhớ đâu. năm Cái gì mà sau đi em qua ma rồi. vàng hết trơn không còn cả. Em Cái gì? ma À, cái cuộc sống cái của gì? em À. đấy Không cần phải đổi đổi à. đổi 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 xuống Mà kênh mới mốt rồi em ở lại bên no không? Sao? life Đổi là đổi hay là quýnh ở đây luôn? không, nếu mà chị em ma bình thường á, là thua thua mọi người, còn khi mà chị em ma mà thức tỉnh con quái vật là trong đây không ai bằng hết Thất tỉnh quá vậy. Thôi đó. công khác thì đổi đi, Quậy đi công khác thì đổi room đi. bất không thể tốt qua Đổi em ma đâu, em ma con tim múc nó múc room nhiều con liên tục con luôn. rồi bao nhiêu binh Đúng rồi, rồi, ghê lắm. 70. Đổi 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 200 rồi. À, Yeah. 108. Xin Năm chào. sau. Ok, Em có rồi. cần được đúng không? Khỏi cần lên đây, đánh vui Ê, mà. cậu ơi, đang đánh Đúng tầm đúng không? rồi. Hãy bô lại cho tôi 5 phút, tôi trả lời tin email công ty cái được đó. Ok, Ok, thoải ok. mái Ủa là một cây chị. đi. Thoải mái, thoải mái. Rồi, cảm ơn nha. Chết là nhân lộn chiêu rồi. Hay quá. Nâng chiêu một chứ. Tuyệt vời. Em cứ quen đánh arena mới vô nâng 3 skill mà. Bấm 1, 2, 3. Skill 1, skill 2 đang to ngang nhau Nhưng mà chiêu 1 thì nó không có đam từ từ được. Nhưng mà tổng đam thì sao? Đang tính vẫn bằng nhau Tổng mà mày. đam hả? Mày Bằng không? clear, mày clear quái thì khác gì? Để tí em coi. Đọc lại xem. Ăn ca lên thêm luôn, cần gì để tí. À đúng rồi ha. Chiêu 1 là 80. Chiêu 2 là 30. Trong 2 giây. 60 à. 30 trong 2 giây. Nó tính Mỗi không đam loại mỗi 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 0,6 bắt phép là mỗi 0,66 giây giật một lần. Vậy là nó giật đã 3 lần. 3 lần vậy là mày có 90 đam, chưa bỏ vào phòng thủ. Hơn được skill 1 10 đam. Nhưng mà animation nó sẽ dài hơn. Nhỏ hơn chỉ một 10 gram với lại cái cooldown nhỏ hơn 1 giây nữa. Thôi không sao. Nhưng mà đằng nào thì cấp 1, cấp 2 mày trả tăng 1, 2. Thì được đâu, em nâng bình thường là 23. Đi ganh cho dễ. Xong rồi mày cũng Ok. mua, mày cũng cầm Hand of God trên người đúng không? Thì clear quái nó cũng có chậm hơn đâu. Nó đi ăn thế nào với hai ba nhỉ? Tận hưởng có bát test ở trong normal đi, tại vì vào rank có bát test không được chơi. Tỷ lệ ban gần như chậm chậm. Kỳ vậy. Hôm bữa nay em đánh ganh thử. Tại vì con bát test nó ra rất là ung thư. Nếu như mà mày định cày bát test để mày vào rank mày đánh thì đánh không được rồi. Tại vì vào là chắc chắn là bị ban. Giống như con ghép ấy. Ghép mình chơi cho vui, chứ vào rank đâu được Got đấy. mà. Vào rank đánh còn có game nào mà tụi nó thả ghép là game đó tụi nó thua. Rồi chưa chị em à? Đây 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 2 phút. Đợi em. Tưởng nói câu chữ nó phải email mà câu chữ nó phải chữ Khi nào người ta xong người ta sẽ báo. Đây 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 Ừ. đây xong liền xong liền. Đang Thế nhanh đi. em thoải mái đi em, mai công việc mà. Thoải mái đi em. Email thì cứ phải từ từ cẩn thận mà. Ủa mà khoan, em hay là em ma? Cái Em ma ai nói chuyện à, với mày? à. Sao nay em leo cục xúc vậy? Ai gọi?
Tính mặt giáp vô quýnh cho anh Kỳ dễ thở xíu mà quên là lỡ mở giáp ra rồi. Để sao anh Kỳ thở nổi ta? Mình nói một hơi đi nằm lên luôn. Mua đồ lên lên. Đây đi xem mua đồ lên lên. Ra liền ra liền. Rồi bên kia lục đục rồi, lục đục rồi, lục đục hai bộ rồi, bên mình dễ sống rồi. À, chưa gì mà chưa LC nha mọi người. Quá rét kìa. Ủa hôm ai đã đánh tiếp tôi chưa vậy? ADC rồi chạy. Rồi bên kia lục đục rồi. Rồi sang tím. Rồi lia chậm hơn hẳn luôn. Mình đây đi. Anh Kỳ ơi, anh Kỳ. Sao anh chửi em? Ủa, gì vậy? Anh Chip. Anh Chip làm gì đấy? Chị anh bơ, căng gì anh bơ. Căng gì anh bơ. Không có sinh 2 bi của mày. Thì anh lấy đi, em nói gì đâu. Anh Kỳ làm gì đây? Phụ em anh quay. Ui, anh Kỳ quýnh em ao trình quá à. Trời ơi, làm gì vậy? Thôi, được rồi. Hả? Dạ. Đây rồi. Cái game này là để hành anh bớt. Anh bớt chạy kìa mọi người. Quýnh anh. Bà cháu. Nó đi không ăn. Sao em lên anh chip nha. Trời ơi. Em lên anh chip anh leo. Ôi. Ôi. Đang hỗ trợ em hết mình. À, anh Lan Kỳ xém chết cho em rồi. Không chết được. Không. Linh tinh. Có ai qua ganh anh Kỳ kìa, anh còn có một máu à. Sợ quá nhường anh thôi. Em lấy miếng máu về. Mọi người đang chơi hả? Dạ. Chính xác anh. Happy New Year nha. Là mọi người đang custom 5 năm hả? Yeah. Kinh quẹt. Lần qua liền quá. Vào với nó đi lên. Đấy quá. Đấy ai kim lên cho con ơi. Đây để em. Hay quá. Ai có ganh hộ mình cái. Mình canh đi đúng rồi. Anh làm được mà. Anh nói anh cầm mở khiên ra hành anh chị đồ mà. Nhưng mà có anh bơ qua ganh này mày không ganh phụ. Bên này hao tiền quá. Vậy thế thì đâu vậy ơi. Một người thôi. Canh đi chán thiệt á. Anh cắm mắt vô. Anh chưa kịp cắm mà thì cắm vô không có đủ tiền mua. Nhân ơi, em có biết cái slogan của anh Hòa là gì không? Cắm mắt vô. Cắm mắt vô. Mẹ em cắm mắt vô. Cắm mắt đi. Mẹ em cắm mắt vào. Đi solo thì cắm mắt vào đó. Vô mà không được slogan. Này nãy không có đủ tiền mua mắt định biết ạ. Chỉ thế. Dinh ơi,
Đúng vậy. Không thể bóp bảo lần biết được. Nếu nghe được cái thông điệp này thì mặc áo vào đi, không là chết đấy. Anh ít nè. Yếu là mình không nên ra gió nhá. Mặc áo vào đi anh, đừng cầm cái kiếm nữa. Vẫn không mặc áo này. Mặc rồi đó ông nội, mấy đã. Anh leo 2 level rồi, về đi. Hiểu trước đó. Lì này. Về đi anh. Lì này. Ông loại đàn tiêu là không đánh được anh Kỳ đâu. Ủa hay hả anh? Ok. Ừ. Từ từ. Cái gì mà đông vậy? Đúng rồi, hồi nãy. Đâu quá. Tại chứ hồi nãy mà anh đánh một mình đi. Ờ vô quýnh ông tiếp nè. Ơi. Lúc này. Lúc này. Trời ơi, lùi. Cái gì mà đông vậy? Gì vậy anh tên Kỳ? Giết ạ. Rồi. Ổn máu. Được rồi. Victor. Victor ơi, mình đứng ở trong này mình swap farm thôi chứ không phải chơi được với cả Chip đâu. Thua quá. Chip còn đó mới match cho D1 á. Được rồi, cái team này tí nó bắt được thằng Gendy. Trời ơi, em sợ quá. Em sợ quá. Hội đồng nhá, đau để sao nào. Hòa rất là ghê gớm. Á, hòa không. Hòa ơi. Anh Hòa đang chạy hạt mà chưa đánh gì. Im lặng à? Đúng rồi. Đây. Tìm ADC bên đấy sao rồi? Cái đi nó núp nè. Có sai à, thế thì thôi, về. Thằng này ghê. Mang áo vào Vinh ơi. Mặc rồi. Sợ trúng gió. Tốt quá, sợ em trúng gió hả? Ừ. Uống cái gì đấy? Ỏi gì anh bớt, Em ma ung ti. Ấy rồi, thôi xong rồi. Chết rồi. Ơ, không chết. Không chết. Nay từ. Em ma này gì đừng có miết không à. Em miết kìa. Tụi bác. Còn một trăm máu. Em bơ làm gì đây, em bơ làm gì em đây. Hả? Em bơ làm gì anh quả đây. Một trăm máu. Vinh ơi. Ok, vô đây anh. Trời ơi. Vinh ơi. Đâu ngán đâu anh. Vinh ơi. Đâu ngán anh đâu, làm gì vậy? Chinh ơi. Đi em, bỏ đi. Trời ơi. Đi đâu rồi? Vinh đâu? Qua đây. Chinh đâu? Thằng Kinh đi đâu? Sợ thằng Kinh đi nó nghe. Leo 3 mít được rồi. Thôi anh Kỳ bắt đầu hụt hơi với anh rồi đó, Kinh Kỳ ơi. Hit back up. Nãy anh gỡ là được pha mà. Bắt đầu anh Kỳ đó, hụt hơi với anh, sợ anh này. Sợ lắm. Sợ lắm khi yêu ai tìm khổ đau. Kìa anh bơ kìa, anh bơ kìa. Quýnh anh luôn, đừng chạy. Gò, quýnh luôn. Từ bơi, đừng chết. Đã kêu gắt rồi mà đi về luôn là sao? Hết mana rồi. Ăn luôn rồi, hết mana. Gãy. Đấy rồi, gãy kiểu gì vậy? Ai còn về. Đấy rồi. À, nó cái nghe chút nó thua là lắm hay quá. Mày có máu với mana anh kìa. Còn gì đâu mà chơi. Em ulti mà em chưa một mà. Thì lúc mà mày ulti là anh đã ulti về rồi. Thôi em lụm được. Đồ anti heal có những cái món nào ta? Trời ơi anh Vinh ơi. Mang nó đi hấp bia đi. Bên đây. Beat tức rồi anh, beat tức. Cái đi vừa bảo gì anh quên. À lên cái món đó rồi. Anh còn ulti thôi. Quên mất đấy không kịp nghe gì. Tự nhiên ăn cái ulti ngẫm luôn. Anh trên tiếng chạy à, em ulti anh đâu quýnh anh được đâu. Anh rồi anh. Nhưng mà ý là anh chạy trước khi em ulti mà đâu có biết mày ra sao. Thì anh quay lại anh chọn cái gì rồi. Em đem miếng đá chứ mình em sao đủ giết anh kìa. Rồi giết được không? Không. Thiếu một thiếu luôn.
cầm chăm máu. Sợ lắm khi yêu ai tìm khổ đau. Gì dạ, cái gì dạ. Chị mà ngân nga vậy á. À, hết mana. Rất buồn. Vừa bị trap, vừa bị bơ. Bạn bơ đánh. Sợ quá. Kìa kìa, Cecily kìa. Không chết được. Bị tàu hôi. Hai là chết cả hai này. À, sao cái thằng này lì thế, Candy? Candy ơi. Ôi dồi ôi. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. mày tối quá. À, 12 lần quýnh cái quán quá sự anh đơn. Dạ kìa, anh bơ móc kìa. Anh bơ qua nha, anh bơ qua nha. Bơ kìa, anh bơ kìa, anh bơ vô luôn kìa. Anh bơ, đó, đó, anh bơ đó, anh bơ đó. Lập anh, lập lầm 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 lầm. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Nhảy, anh bay kìa, anh bay kìa, anh bay kìa. Nhảy, nhảy. Kinh vãi. Chạy, chạy. Mấy cái kêu lưu lượng chờ mày ra nơi bơ đánh xong cả hai bầy quái này rồi. Anh leo đứng đó nhìn anh bơ quấn không à. Mày tới lấy tơi cho đam để tranh. Mày tay nghề tơ lên full đam cho tao đi đánh ngay. Về nhanh. Về mặc áo nào. Vậy. Bây giờ anh bơ nhanh quá. Mà thằng chanh đầy nó ra bắt chuẩn ha, đừng ơi bắt chuẩn hết hay quá, lỡ thấp rồi trời ơi châu quá hả? Anh kỳ quýnh này không gì, không có xì gì hết hả? Em Aegis không xì gì vô bên lên nó ăn cái chán qua vậy tuyệt tiếp tí thua đó à khó á, thằng Vinh nó mạnh quá không đánh nó bỏ đó, rõ ràng sợ liền, sợ liền. À, ra nhầy nhầy với anh Kỳ tiếp này. À, ra gấp đi gấp. Làm gì nữa bạn? À. Ở đây em bên. Thế là tốt đây. Lùi đi. Em lùi trước à? Ờ, là không. Em bơi vào vàng à, vào vàng à, vào đi mọi người, vào vàng đi, bơi vào vàng. Bơi trong vàng, anh bơi trong vàng. Cái gì đấy? Em chết rồi. Cẩn thận nha. Thôi, em sáng nha mọi người. Cái gì đấy? Mọi người đánh đập ngoài mít quá. Surrender đây. Đúng ý anh kỳ quá nè. Surrender đúng ý anh kỳ quá. Quá ấy gấp chuẩn gì ta, chuẩn vậy ồ em không có máu anh kỳ chơi rút máu lum la hết. Đánh Vinh Vinh anh không biết gì đấy, không được đúng rồi Vinh anh không được, không ổn rồi. Hino hay quá hay quá chị ơi, em chị ơi thầy chip mà hai thầy trò chứ nãy anh chơi em vậy đó. Để phải luôn chứ này chứ giờ là trái Ai chào. Bơ chơi đẩy quá đẩy rồi. À, không đép được. Không được lại.
luôn leo rồi. Blink rồi. Blink rồi. Ok. Chê. Nỡ lòng nào. Mất nhảy, bắt chút mất nhảy. Ủa. Trời ơi. Cái bẫy vướng ghê. Vướng víu. Ai chết? Leo. Về thôi. Tôi em. Ai chết anh Kỳ? Làm tiền nó lại đây. Ui rồi. Không được rồi em ơi. Em hết mana, bỏ đi anh ơi. Xem mất tiền nhá. Hết mana rồi. Còn mana vào đây ăn rồi nhưng mà anh hết. Ăn bơ ra. Em hết mana rồi đây. Rồi, em ăn đi. Ah, my buff. My green buff. Yes. Không kịp rồi. Dính gì vậy anh Dính? Chạy, đúng rồi. Ôi mình luôn à. Này anh Dính. Đi đâu? Hay quá. Nếu không có thì Dính thì cái đi này. Trời ơi, anh run. Anh kia đi ngay. Đang mobile lock, Này. Ôi ôi, chết bật chầm máu kìa. Cái gì đấy? Thôi, muốn chết à? Đâu rồi? Úp. Muốn chết đúng không? Anh Kỳ vô đây, anh Kỳ vô đây, anh Kỳ muốn gì? Sợ lắm. Sợ lắm anh em. Giết ổng luôn, đỡ anh ra nè. Em đây. Trời ơi. Anh đi đâu? Thằng nào? Mốt đi, thằng nào? Dắt máu kìa. Trong chỗ ghê. Trời ơi. Thôi, tha ổng đi. Ăn cái bùa blue của ổng. Hòa con lấy kịp không? Chắc là không kịp. Cái thật sự. Tôi lấy cái này nha. Không có đam nhưng mà đã. Hòa không lấy kịp đâu. Oh, it's prepared. Bây giờ anh bơ anh nhìn. À gì? Ủa sao Hòa đứng yên à? Quên mất đi vệ sinh. Đi vệ sinh rồi. Không đùa đâu nha Hòa nhá. Đây đi xây đi xa đi, đây là con quét. Đang coi cái mà hình như thấy đứng yên luôn á. Thì biết có... I need my blink. Ok. Á, như một tiếng thằng nào trong này. Thằng nhìn rồi. Dừng lại. Làm gì vậy? Đi đâu mà em? Sợ em quá đúng không? Ơi! Ôi đồn tiền nữa. Đây anh, trời ơi sao lại chạy? Mèo không đi rồi nhá. Đây. Không chạy được cái gì? Muốn gì? Hả? Oh. Nhìn ơi. Không kịp rồi. Trời ơi, so sorry. À, DC qua đây luôn hả? Thua tớt nặng quá. Bye. Uh-huh. Anh kiếm mất ulti. Đánh đi nhìn, anh kiếm mất ulti rồi. Ah! Nice. Bye. Yeah. Anh la gì mà dữ. Ủa thiết quá. Fight. Ô. Má đồng quá. Giá tại vì không có công bằng rồi. Bên kia đông quá. Cuộc sống lúc nào cũng không công bằng cả. Vì cái cuộc sống nó có công thẳng thì cuộc sống là sao công bằng. Đúng. Cuộc sống thì chắc chắn là nó không thể nào bằng được ạ. Game này anh Vinh thua, để thua anh Kỳ nhiều quá. Lên ganh mém bị anh giết mấy lần rồi. Cái gì? Nó lên ra hai dùm quá. Cái gì đấy? Ở chỗ lên kia. Lùi. Cái gì đấy? Đây. Em mà đi đâu. Ok.
Em đằng sau, sau lưng, sau lưng, cẩn thận. Cái gì? Hả? Khò, tự nhiên sang đây làm gì? Muốn gì? Nhưng anh Kỳ giết hết luôn á, đừng có quýnh anh Kỳ nữa, anh mạnh lắm rồi. Hòa đứng đây làm gì? Chạy Hòa ơi, tôi còn cứu được chứ, ông cứ đứng đây làm sao mà cứu được. Này em xíu em ra liền, em bự lưng ra đây. Dễ, bắt chút qua. À, anh Kỳ đâu? Ở đâu rồi? Ông anh Kỳ đâu rồi? Thôi em về nha, em không quýnh với anh đâu. Đừng có quýnh với anh Vinh. Tắt clip ra rồi, chạy rồi. Chạy lên. Làm sao thằng cái đi nó sống sót với cái thần thánh như thế nhỉ? Nghe mày căng quá. Nãy giờ quần không gặp cho anh chip, để anh bơ khai thác anh chip quá rồi. Không muốn pin trượt, chán quá, ăn phát liền rồi. Rồi anh chip 12 mạng, 14 mạng kìa kìa. Sao mà chụp máy được. Đúng là ao trình. Nhờ bị xích đau bởi anh bờ. Em lo gan với anh không á, có gan được anh chip đâu. Mình mà quýnh về sao mình mười mấy mạng được ta. À, đây rồi. Ôi giời ơi. Đây rồi. Đẩy luôn chip rồi, đẩy luôn chip rồi. Ở dưới hết rồi. Lên cao này. Đây rồi. Giết hết đi, rồi lấy cái phone luôn. Bị cái con lấy đi, lấy hết đi, kéo ra. Lấy mạng hết đi, để lại phone là được. Mất vả nhỉ? Bơ chém đau quá. Ồ, em bơ kèm. Thôi. Mất quả thế chứ không rồi. Ok à. Gì em bơ? Candy đỡ gáy hẳn luôn á mọi người. Gì vậy anh bơ? Nó gáy đấy, anh đừng nhắc nó. Anh bơ làm gì anh bơ? Coi như mọi người coi cho nhìn thấy gì đi. Anh đừng nhắc là nó thằng này nó sẽ đánh dữ tinh hơn. Trời ơi. À. Đừng. Con qua cấp 12, con được qua cấp 12, còn có Artemis nhà mình cấp 13 đó, hai con kẹp gì cho tụi mình. Ôi mình để đánh nhau nữa à. Fan đi mọi người. Chip cấp 20 mẹ rồi, fit cho 12 bạn. Sợ quá à. Thì em trả cho đi, em ngủ ở trong trụ chứ có làm gì đâu mà không thật. Anh Vinh, hai em bình không? Ok. Hòa ơi, đi đâu với Hòa? Lại hết đâu chị Ba mà đi cho lo. Thôi thôi, rút mọi người, rút về đi. Đúng rồi. Mọi người cũng về. Bước về. Bước về rồi. Đừng đánh mất mọi người. Hay mọi người. Rồi. Lùi đi mọi người. Nó vào cũng tiên tiêm ạ. Giết luôn, mất nhảy rồi. Giết luôn. Mất nhảy rồi, giết luôn bạch chút. Rồi, có lại rồi. Full down rồi còn đâu nữa. Thôi lùi đi em. Giết cả ma luôn, Thôi lùi đi mọi người. Chip ơi, lùi chip 5. Thôi thả chip đi chip ơi. Đúng rồi, gọi anh chip ba rồi mày còn dí hoài, đừng có dí nữa. Đừng có chip. Đừng có giết chip ma nữa. Tha đi mặt leo. Dính, dính lắm kì. Không, của đấy anh Tha là kiểu gì bơ cũng giết anh thôi. Anh bơ tự giết nổi. Đó. Kéo. Ôi sao lag này. Rồi. Đây. Shit. Ông còn có một chấm máu rồi. Rồi luôn này. Xong mình đứt tàu rồi.
Cái gì mông leo. Trời ơi, newbie mà cho anh chơi con AD thì sao anh đánh? Đi về rồi. Gặp anh ship nữa. Mày ơi sai, AD Artemis là một con cực kỳ dễ đánh. Ok, dễ lắm hả? Nhưng mà ý là gặp không anh ship thì lên sao? Cái chính là bên mày đã cắm mắt, hiểu không? Gặp anh ship là cắm mắt. Tao nhìn là tao biết, tao đi như thế, không biết nữa thì còn không có mắt. Ăn luôn anh ơi. Tao bảo cắm như mắt vào. Nó bảo cắm mắt vào. Cắm cái mắt vào. Cắm mắt đê. Cắm mắt đê. Em là người trải nghiệm câu đó rất là nhiều. Mà chèm gió. Rồi luôn rồi. Mà chèm gió quên mất không báo. Là team bên kia sao? Rồi. Bốn người team kia sang. I'm sorry. Tôi xin lỗi các bạn. Toàn luôn em rồi. Nó chạy kìa. Ok, Yên ơi. Can you run? Ok, nice. Ui giời. Con này đều rất xài. Nói lắm. Con này nó đuổi đi mọi người. Đuổi đi. Có hai người mà sao đánh lại. Anh đang cứu nó ấy. Ngốt chạy phải có chiến thuật xíu. Không đám động chạy không mà chạy về phía nhà mình á thì chạy vòng vòng. Chạy thì cũng ai cứu được hả em? Rồi, thấy anh đi ngồi. Ê, thấy mẹ rồi. Không đi. Bỏ đi, bỏ. Chạy ra chạy về nhà đó. Ông chạy về nhà địch có thể. À cái blink rồi nhá. Phù về đi em ơi, phù luôn. Mình kia đang đánh anh rồi. Phù đi. Đấy, anh nhầm chạy được không? Anh nhầm có không đi. Ủa, em đang chạy ngược về chỗ rồi. À. Không nhìn map rồi. Ủa sao mất tay em vậy? Thằng này nó núp kìa. Đừng có nói lớn anh, chiến thuật của em mà. Nó núp. Mày phí, biết thì tao không cứu mày nữa. Mày anh không, mày anh không chết đấy. Mọi người có tin được không là nó đứng ở cái băng trong trụ này này. Nó đứng ở phù về. Khó tin. Chưa nghe thấy gì cả. Ok. Mà chơi bên kìa mà. Ông anh kể giống như đến tổ giết tận luôn. Capri ulti rồi. Về đi, về luôn em mà. Không được. Không, không có đâu, không có stun đâu. Về. Thấy chưa? Ba mấy phút rồi mà vẫn chưa xong nè. Mấy hàm mấy à? Thôi. Cái rồi. Làm rồi. Sập buồn. Đâu á? Mới là tôi dùng skill 3 Gamess FPS tao tụt xuống còn 20. Sao đi, tiêu sao đi. Lắm hiệu ứng rồi. Những đáp vào tham thôi, để không lấy chưa làm gì. Dạ đâu, dạ. Chuẩn bị nè mọi người. Trời ơi, anh Kiếp ơi. Wow. Cứ dính 2 cái cách đi xuống đi. Phụ em. Phụ em làm gì? Vô giúp cái này leo. Đây là kiếm. Anh dính. Ok. Ok. Come in. Đâu. Rồi luôn, xong rồi con này con luôn. Càng để anh. Không tìm thích map anh. Này luôn. Về tất cả, về nhanh không có chết cả nút bây giờ. Rồi lan kỳ qua đây. Ăn luôn. Còn mắt rồi đấy. Gokri đi, mình họ đánh fire, mình đánh Gokri. Úi giời ơi. Được xong. Giời ơi. Đứng ở đây à. Ăn fire, ăn xong về thôi. Rồi. Về đi. Chip. Chip bị bắt rồi. Chip. Bye bye chip. Chưa. Tôi chết thì không ai cứu được, tôi chết thì không ai cứu được chip đâu. Về đi. Về hết đi. Trời ơi. Tôi chết rồi, có ai để cứu nữa đâu. Bất ngờ chưa. Rồi, thằng kia. Bất ngờ rồi.
bài nhé. Ủa đâu ghê, chậm ơi. Đưa nhau đi trốn à, ôi giời, ôi xa đấy. We have a fearless warrior on our hands. Killing spree. Ây á, còn ti à, đào thế nhờ. Hay quá, anh Hòa mạnh vậy. Ui, Candy chết đúng không? Anh xin cái speed nha. Nice. Ủa, phải đó ăn được con, ủa, ăn được con phải ở không? Ăn chứ mày. À, ok. Ăn được. Ăn được nhưng em tưởng mất chứ. Chị phải để không mì chứ. Chị phải nuốt có giết được. Đang nói gì vậy? Luôn nói gì? Chứ sao là chỉ muốn có giết được chiếc thôi. Đúng rồi. Vừa mà đánh The Ben là đã khác rồi. Ê hoài luôn á. Kìa. Một bờ lên một bờ lên một ulti một đảo trước một chết. Anh Hòa không biết thì qua Thích Ngọc gì hết. Hòa nhá, ông là rất là nhá, đang về trái nhá. Không không không, anh Kỳ về rồi. Anh làm cái gì? Không là tuổi gì mà lên đây? Về nhá anh. Em không giết anh, nhưng mà em có thể câu giờ cho đồng đội em tới lụm anh, được không? Làm gì còn đồng đội? Không có đồng đội đâu. Hử? Anh em ơi, về em theo ơi. Anh em tới rồi. Anh em quả dưa hấu. Ôi giời ơi, dưa hấu. Ôi đói. Thì anh làm gì? Gọi với anh làm gì? Ôi nhóc. Thằng quá. Dạ anh Leo ơi, em tới nè. Em tới. Đâu ghê á. Ôi giời ơi. Tưởng có anh ma đép nó không về. Ôi xong rồi. Ôi sao lưng sao lưng. Trượt đi đâu nhá. Ai đây? Ôi thằng. Ôi giời. Đồ của bạn. Không nhà. Ở lại đi. Ôi. Ta đấy tưởng có người đép rồi mà không về. Lan, cái mắt nhiều giùm em anh nè. Tôi đang đép mà. Đây nha, cái này cắm đâu binh đi. Nó rồi 60% cooldown luôn rồi. Ủa đâu? À 40. À 50 chứ. Dư 10% rồi. Ok. Ôi, lướt đi mất rồi. Bất ngờ chưa. Đó, đi gần đem ta le mạnh phết. Đánh không lại thì biến về ta le lên win tiếp. Đau quá. Đỏ máu rồi. Run. Save yourself. Về. Rồi cứ về để em ở lại cho. Mẹ em đã lên đường luôn rồi. Mày nhảy ra đấy thì anh cứu niềm tin à, cái thằng này. Anh ở đây không chạy đi, anh bật un cho mẹ. Đâu đánh. Em thấy anh bơ bật cái beat hay Aegis gì lên đấy. Theo quán tính là em hay bay đi. Ô cái gì đấy? Rồi luôn anh Hòa làm hết rồi, anh Hòa làm hết. Không dừng ra, chắc dừng ra. Đấy, hàng về đây. Hàng về đến thế rồi mà không được nữa thì thôi đấy. Ủa? Ờ, chết rồi. Được không cánh đây? Để lính thôi. Mít kìa. Ôi, đấy,
Bên này đã chấp được cái bát đo hả? Ủa? Anh dân, anh chơi gì dơ vậy? Cái thằng này dính dính. Cái thằng chơi game cho đàng hoàng coi trời. Không biết gì luôn á. Chẳng lẽ mình thua. Ủa ai biết thấy mọi người chết thua được. Còn có mình rắc rồi. Nó làm gì đâu. Nó đi bắt. Làm sao mà mình thua được. Ủa ai biết được, tự nhiên cái đi bắt đo à. Thấy mọi người mà. Thấy mọi người còn chết hết rồi. Chết hết nhưng mà phải thua đâu. Team có 5 người chấp hết, thấy mấy 2 người rồi. Không lẽ thua. Em giúp team lại. Chị team lại. Trời.